Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 5. Trong tiết chính tả ngày hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài viết mùa thảo quả. Bây giờ cô mời các em chúng ta quan sát lên màn hình nhé. Chính tả mùa thảo quả. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong bài viết này có những từ nào khi viết chúng ta cần lưu ý để chúng ta có bài viết hoàn chỉnh các em nhé. Cô đã giúp các em tìm ra một số từ như sau: sự sống, nảy, gốc cây, lặng lẽ, ẩm ướt, mưa rây bụi, đột ngột, rực, chon chót, ngập, hắt, đáy. Đó là những từ mà cô đã giúp các em tìm ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần phân tích cách viết các từ khó này như thế nào các em nhé. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng nhau bước vào phân tích cách viết những từ khó mà chúng ta vừa tìm được nhé. Sự sống. Tiếng sự âm đầu âm sờ, tiếng sống âm đầu âm sờ. Cô đọc là sự sống. Nảy. Tiếng nảy vần ay, âm chính là âm a. Gốc cây. Tiếng gốc vần ốc, âm chính là âm ô. Lặng lẽ. Tiếng lặng vần ăn, âm chính là âm á, âm cuối là âm ngờ. Ẩm ướt. Tiếng ẩm vần âm, âm chính là âm ớ. Tiếng ướt vần ướt, âm cuối là âm tờ. Mưa rây bụi. Tiếng rây âm đầu là âm r, vần ây âm chính là âm ớ. Đột ngột. Tiếng đột vần ốt, âm chính là âm ô, âm cuối là âm tờ. Tiếng ngột vần ốt, âm chính là âm ô, âm cuối là âm tờ. Rực. Âm đầu là âm r, âm vần ức, âm cuối là âm cờ. Chon chót. Tiếng chon vần on, âm chính là âm o. Tiếng chót vần ót, âm chính là âm o. Ngập. Tiếng ngập vần ốc, âm chính là âm ớ. Hắt. Tiếng hắt vần ắt, âm chính là âm á, âm cuối là âm tờ.
đáy vần A. Âm chính là âm A. Như vậy, cô đã phân tích cho các em cách viết các từ khó. Các em lắng nghe và quan sát cho kỹ, để khi viết, các em có một bài viết chính xác hơn. Với thời lượng của tiết chính tả ngày hôm nay, cô chỉ hướng dẫn các em cách phân tích, cách viết các từ khó như thế nào để các em có được một bài chính tả hoàn chỉnh, viết chính xác nhất. Bây giờ, cô và các em, chúng ta sẽ cùng bước vào với phần luyện tập các em nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào bài tập 2A các em nhé. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mọi cột dọc trong bảng sau. Cột thứ nhất, sổ, sổ. Cột thứ hai, sơ, sơ. Cột thứ ba, su, su. Cột thứ tư, sứ, sứ. Ở mỗi cột như thế, với mỗi một tiếng, các em tìm khoảng 3 từ ngữ các em nhé. Và bây giờ là thời gian làm việc cá nhân của các em bắt đầu. Cô mời các em trở lại màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài giải của bài tập 2A này các em nhé. Cột thứ nhất, sổ, sổ. Với từ ngữ chứa tiếng sổ, ta có sổ sách, sổ tay, cửa sổ. Từ ngữ chứa tiếng sổ, ta có sổ số, sổ lòng, sổ tóc. Cột thứ hai, từ ngữ chứa tiếng sơ, ta có sơ sài, sơ sinh, sơ lược. Từ ngữ chứa tiếng sơ, ta có sơ xác, sơ mít, sơ gan. Cột thứ ba, từ ngữ chứa tiếng su, ta có su hào, cao su, su su. Từ ngữ chứa tiếng su, ta có su nịnh, đồng su, su thời. Cột thứ tư, từ ngữ chứa tiếng sứ, ta có sứ giả, đồ sứ, cây sứ. Từ ngữ chứa tiếng sứ, ta có sứ sở, biệt sứ, tứ sứ. Trên đây là một số từ ngữ mà cô giúp các em tìm được. Các em so sánh với bài làm của mình, bổ sung những từ mà chúng ta còn thiếu sót các em nhé. Phần bài tập tiếp theo của chúng ta đó là bài tập 3B. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Chúng ta cùng bước vào bài tập 3B. Tìm các từ lấy theo những khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng sau. Dòng thứ nhất, ta tìm từ lấy có cặp vần an, áp,
Tiền từ lấy có cặp vần an, ác. Thứ hai, tiền từ lấy có cặp vần ôn, ốt. Tiền từ lấy có cặp vần ông, ốc. Thứ ba, tiền từ lấy có cặp vần un, út. Và tiền từ lấy có cặp vần ung, út. Thời gian làm việc cá nhân của các em bắt đầu. Và bây giờ cô mời các em trở lại màn hình. Chúng ta cùng quan sát lên màn hình phần bài giải của bài tập 3B này các em nhé. Chúng ta đi vào từ lấy của cặp vần an, áp. Ta có những từ lấy sau: chan, chát, sàn, sạp, ngan, ngáp. Từ lấy có cặp vần an, ác. Ta tìm được những từ sau: khang, khát, nhan, nhát, càng, gạt. Dòng thứ hai, từ lấy có cặp vần ôn, ốt. Mồn, một. Sồn, sột. Tôn, tốt. Từ lấy có cặp vần ông, ốc. Ta có sòng, sọc, công, cốc, còng, cọc. Thứ ba, từ lấy có cặp vần un, út. Vùn, vụt. Nguồn, ngụt. Chuồn, chuột. Tiếp theo, từ lấy có cặp vần ung, út. Ta tìm được những từ sùng, sụt, trùng, trục, nhung, nhúc. Như vậy, cô đã trình bày xong phần bài giải của bài tập 3B. Các em quan sát và bổ sung những từ mà mình còn thiếu các em nhé. Và bài tập 3B cũng đã kết thúc tiết chính tả của ngày hôm nay. Các em về nhà, chúng ta xem lại phần bài tập 2A, phần bài tập 2B. Và quan trọng là chúng ta xem lại cách viết các từ khó để chúng ta có được một bài viết hoàn chỉnh và chính xác. Tiết học đến đây đã kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt và có nhiều sức khỏe. Xin chào các em.